Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Hip. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi tới mọi người một video về chủ đề ghép đôi đường phố. Như mọi lần thì chúng ta sẽ không thể nào mà thiếu sự đồng hành của một nhà tài trợ cho cái chương trình của mình. Đó là nhà tài trợ Liên Minh OK VIP. Từ ngày gặp em con tim ngân nga khúc phương tình ca, khắp chốn sơn hà chỉ môi em làm tim xa ngã. Và liệu rằng ngày hôm nay thì sẽ có những cặp đôi nào sẽ tham gia vào chương trình ghép đôi của mình? Liệu rằng có cặp đôi nào sẽ có thể đến được với nhau hay không? Thì các bạn hãy xem cho đến hết video nha. Và đừng quên là ấn like, share và subscribe cho kênh NTH Vlog của mình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ghép đôi đường phố. Let's go! Nào, đầu tiên thì em giới thiệu về bản thân mình nào. Em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu? Dạ, em tên là Như, em sinh năm 2002, em đến từ Kiên Giang. Em độc thân bao lâu rồi? Em độc thân chắc cũng được 2 năm. Ngày hôm nay em muốn tìm kiếm một chàng trai như nào? Mẫu bạn trai của em là phải cao. Cao, cỡ mét bao nhiêu? Tầm 1m8. 8? Mét 75. Em cao mét bao nhiêu? Em mét 6. Tiếp. Em muốn kiểu được chở che, kiểu như thế. Bự bự con tí. Bự bự con tí, cao cao tí. Phải thơm nha. Thơm. Thơm là cái mùi cơ thể hay là kiểu mùi nước hoa? Mùi cơ thể, mùi nước hoa luôn. Nào, mình sẽ phổ biến một chút thông tin về cô gái này để cho các bạn nam của chúng ta có thể nghe nhá. Đầu tiên là bạn nữ này sinh năm 2002. Bạn ấy đến từ Kiên Giang ạ. Thế bây giờ chúng tôi muốn là có tinh thần tự giác nào các bạn. Bạn nào xung phong lên đầu tiên ạ? Được luôn ạ. Ở đây không giới hạn độ tuổi, bây giờ sinh năm 74 được không em? Rất phong độ, được không? Nào bây giờ bạn nữ có thể xoay một vòng. Xoay một vòng để cho tất cả mọi người có thể nhìn em rõ hơn được không? Nào xoay một vòng nào. Ok, rất xinh. Em có thích làm dâu Hà Nội không? Có. Có. Em không đủ can đảm để làm điều đó. Đồ ăn hại. Nào thế anh ở giữa đi. Uầy, vàng đẹp thế. Vàng vàng mày to nhỉ. A few moments later. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng bạn nam một nhá. Để xem là các bạn ấy tên là gì, các bạn sinh năm bao nhiêu và các bạn đến từ đâu. Nào giới thiệu nào. Em tên Phong, sinh năm 2002, đến từ Nghệ An. Tên Khoa, sinh năm 2000, ở thành phố Hồ Chí Minh. Em Sóc Trăng, 2005. Tên gì? Em tên Cường Thịnh. Hả? Thịnh. Thịnh. Mình tên là Chin, mình sinh ngày 2005. Mình là Chin. J-I-N. Mình sinh 2005 đến thành phố Chim. Đúng rồi, đến thành phố Chim. 2005. Dạ. Cao mét bao nhiêu? 85, mét 85. Tôi thấy là cô gái của chúng tôi có vẻ rất là khoái rồi. Cái mặt này rất là khoái này. Một dàn hot boy đẹp dai. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên nhá. Là một phần thử thách để tạo ấn tượng. Em muốn thử thách các bạn nam này làm gì nào? Nắm tay. Nắm tay từng bạn một. Ok các bạn. Bạn nữ này muốn được cảm nhận với các bạn một chút thông qua việc là sẽ nắm tay từng bạn một và nhìn thẳng vào các mắt các bạn trong vòng 5 giây nhá. Mình sẽ đếm. Nào bây giờ em muốn là với anh nào? Áo trắng đầu hay áo trắng cuối? Theo thứ tự đi. Ok, theo thứ tự nhá. Bạn đầu tiên ạ. Đó. Nào nhìn thẳng vào mắt nhau cái nào. Một. Ok, được rồi, đến bạn tiếp theo. Chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau nhé, không nhìn chỗ khác. Năm. Ok, rồi. Bạn thứ ba nào. Nào, cầm tay nhau nào. Cần nhìn người ta chứ nhìn gì tôi. Cảm xúc thế nào? Gùng. Ok, tôi đếm nha. Nhìn thẳng vào mắt nhau, đừng nhìn tôi. Ok. Năm nhá. Nhìn vào mắt bạn ấy. Năm. Bốn. Ba. Sao nhìn như quân thù ấy nhỉ? Nhìn chưa mấy mà thế nào? Thế bình thường nhìn người yêu toàn nhìn như thế à? Có người yêu đâu nhìn nó ngon. Chưa bao giờ có người yêu á? À đâu? Người khó khăn mơ lặng trời đen thề. Nói đau trong lòng trời đen hóa đá. Sao số phận hầm hưu ấy nhỉ?
Nào với bạn cuối cùng nào. Đáp bạn cuối cùng nhá. Bây giờ như này, anh sẽ cho em được phép chọn hai anh. Mọi người muốn cho chọn hai anh hay ba anh ạ? Nào bây giờ bạn này muốn cho chọn mấy anh ạ? Dạ hai ạ. Hai anh. Dạ. Ok, bạn khán giả vừa rồi muốn là em sẽ chọn hai anh. Thế bây giờ em muốn chọn mấy anh nào? Em chọn hết được không? Tham lam. Tham lam. Nào hai anh hay ba anh? Ba đi. Ba hả? Vẫn tham lam, thôi được, anh sẽ chiều theo ý em, chọn ba anh. Nào bây giờ ba chàng trai của chúng tôi lùi lại khoảng 2 bước. Ok, quay lưng lại giúp mình ạ. Anh sẽ cho em thêm một chút thời gian suy nghĩ nữa. Trong lúc đấy thì chúng ta sẽ đến với phần vote của khán giả. Các bạn thích chàng trai nào thì vote tay cho chàng trai đấy nhá. Chúng ta sẽ đến với chàng trai đầu tiên ạ. Ôi sao mày vote tay. Cảm ơn mọi người. Nào tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ đến với chàng trai số 2 ạ. Wow. Thật không thể tin nổi. Chúng ta sẽ đến với chàng trai thứ 3. Ô kìa. Mọi người quên đúng không? Bây giờ mình lại nhá. Chúng ta sẽ đến với chàng trai thứ 3. Ai thích chọn đấy ạ? Bạn này vẫn ao trình lắm. Nào ok, bây giờ chúng ta nhá, chúng ta sẽ đến với ai thích bạn nam cuối cùng ạ. Vẫn không ăn thua bạn thứ hai. Ok, vừa rồi em cũng nghe thấy cái phần gợi ý của khán giả rồi. Bây giờ thì sẽ đến với phần lựa chọn của em. Em thích bạn nào thì sẽ đến và chạm vào vai bạn đấy nhá. Em được chọn ba anh. Nào bây giờ anh sẽ cho em 5 giây suy nghĩ nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Lựa chọn nào. Bạn đầu tiên. Ok, bạn đầu tiên là bạn thứ hai ạ. Bạn nào được chọn thì quay lại. Bạn nào được chọn thì quay lại. Rồi, chúng ta đến với bạn thứ hai ạ. Ok, hai bạn. Bạn cuối cùng. Ok, ba bạn. Em cảm thấy như thế nào sau khi mà mình chưa may mắn? Chưa may mắn lần này thì lần sau làm lại. Được. Thảo án. Hôm nay em gặp bạn nữ này, em cảm thấy bạn đấy thế nào? Đẹp gái. Cá tính. Có muốn kiểu xin info hay gì không? Chọn ba bạn kia rồi mình xin info rồi mình sao có cơ hội nữa anh? Chưa chắc nhờ. Nói chung là em trai quê mà trai quê sẽ thua trai Sài Gòn thôi. Đời thân trai bao nhiêu gánh vác mang trên vai biết bao phiền. Không thể nào mà nghĩ như thế được. Nào, tự tin lên. Em thấy là dù như nào chăng nữa bản thân em cũng được sự ủng hộ rất là nhiều các bạn khán giả ở đây. Như thế là mình đã vui rồi đúng không? Đúng, đúng. Bây giờ hai bạn bắt tay nhau một cái nào. Rồi, phần quà bí mật của chương trình đây ạ. Có thể mở ra được không ạ? Mở ra. Phần quà bí mật mở ra cho mọi người biết đây là gì. Mạnh dạn lên, không vấn đề gì cả. Lớn rồi. Đây là phần quà dành cho mình phải tự tin với nó. Nào, giơ lên. Đây là sự lựa chọn của em mà đúng không? Nào, trước khi các bạn ấy về chỗ, có thể cho mình xin một tràng pháo tay thật lớn cho chàng trai này đúng không ạ? Chúc em sẽ có thể sớm sử dụng được cái này nhá. Có một trò chơi như thế này, một thử thách dành cho các bạn, cả ba bạn luôn. Bây giờ tôi sẽ cần một vài bạn nữ lên trên này. Sau đó thì các bạn nam sẽ bị bịt mắt lại. Và bằng một cách nào đấy, từng bạn một phải tìm ra được là bạn nữ của chương trình là bạn ấy đứng ở vị trí số mấy. Nào bây giờ trước khi mà bị bịt mắt thì em muốn chạm vào một bộ phận nào của bạn này? Tóc đúng không? Ok, thế này gần, chạm vào tóc bạn này. Chạm mạnh dạn mà chạm thế sao mà đoán được. Thợ tóc. Thợ tóc nên sờ tóc để đoán người. Giỏi. Rồi, bạn tiếp theo muốn sờ vào đâu? Sờ tay.
À, sờ vào hình xăm mà. Mày toàn chơi chiêu nhỉ? Nào, thế bây giờ em muốn sờ vào đâu? Sờ tay. Sờ tay. Ok, sờ đi. Thế bây giờ nó tháo nhẫn ra thì làm sao mà đoán được? Ok, chúng tôi đã có ở đây là 5 cô gái. Gì vậy? 5 cô gái vô cùng xinh đẹp. Thì bây giờ bạn nào tự tin là bạn đấy sẽ có thể đoán được đầu tiên nào? Bạn nào chơi đầu tiên nào? Nào, bạn này đầu tiên nhá. Em muốn chạm vào vị trí nào của từng cô gái một? Chạm vào tay. Anh sẽ đưa em đến với cô gái đầu tiên nhá. Ok chưa? Đến bạn thứ hai nào. Nhớ trong đầu là cô gái nào là cô gái của em nhá. Nhớ trong đầu nhá, để anh đến với bạn thứ hai nào. Bạn thứ hai muốn chạm vào đâu? Tay. Đúng, chạm vào tay luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với cô gái đầu tiên nào. Thấy chưa? Ok, nào đến cô gái thứ hai. Cô gái thứ ba. Cô gái thứ tư. Và cô gái cuối cùng. Rồi, về lại chỗ nào. Nào, chúng ta đến với chàng trai tiếp theo. Chúng ta đến với cô gái đầu tiên, em muốn chạm vào đâu nào? Tóc thôi. Ok. Chạm tóc. Nào, đưa tay đây, nó tiến lại thêm bước nữa. Nào. Nào, đến tóc bạn thứ hai nào. Không phải. Nào, tóc bạn thứ ba nào. Từ từ hãy đưa ra sự lựa chọn cho mình. Từ từ. Nghĩ trong đầu thôi là số mấy thôi, hiểu không? Rồi, nào về lại chỗ nào. Ok, bây giờ nào, chàng trai đầu tiên. Em nghĩ là cái cô gái của chương trình, cái cô gái mà có thể sẽ là của em, thì bạn đấy đứng ở vị trí số mấy? Giờ đang suy nghĩ là có hai số. Số mấy với số mấy? Là số 1 với số 4. Có vẻ đúng đấy. Nào, thế bây giờ đang nghiêng về số nào hơn nào? Số 1 hơn. Nghiêng vào số 1 hơn. Cũng có vẻ đúng đấy. Thế bây giờ sự lựa chọn cuối cùng của em chốt là cô gái số mấy? Số 1. Được rồi. Ok, anh sẽ dẫn em ra trước mặt bạn số 1. Rồi đứng im đấy, từ em bỏ ra. Đứng im đấy. Từ em bỏ ra nhá, từ. Cứ đứng im đấy, để mình đến với bạn tiếp theo nào. Nào, em nghĩ là cô gái của chúng ta là vị trí số mấy? Số 3. Số 3. Chắc chắn bao nhiêu phần trăm? 80-90% gì đó. Yeah. Em dựa vào đâu để mà có thể khẳng định được điều đấy? Tay. Tay làm sao, có cái gì khác so với những cô gái còn lại? Tay của anh sầm hơn. Rất là tinh tế, rất là để ý. Em chọn là cô gái số 3 đúng không? Chắc chắn đúng không? Ok, được rồi, đứng trước bạn số 3. Từ em bỏ ra. Nào, đến với chàng trai cuối cùng. Số 3. Chắc chắn bao nhiêu phần trăm? 100%. Sao mày khá? Tin đấy. Hả? Tôi cũng tẩy tóc nên tôi biết mà. Được rồi, bây giờ anh sẽ đếm 1, 2, 3. Và em sẽ tháo bịt mắt của mình ra. Bởi vì hồi nãy sờ cái kia nên là giờ sờ là mình kiểu cảm giác theo cái bàn tay ấy. Thế bây giờ có muốn đổi không? Có muốn đổi không? Đổi người ta đánh chết đó. Không muốn tao đổi đâu. Nào, bây giờ đến bạn thứ 2 nào. 3, 2, 1, mở nào. Một tràng pháo tay cho hai chàng trai này đúng không ạ? Rất giỏi. Các bạn ấy đã để ý đến những cái chi tiết rất nhỏ của bạn nữ này. Ok, nào có thể nhìn vào camera cười cái nào. Nào, cầm đi. Đó. Nào, ok, nào bạn tiếp theo nào. Phần quà đặc biệt.
Ok, em có thể cầm nó ra được không? Có thể cầm nó ra được không? Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Cảm ơn em rất nhiều. Nào bạn tiếp theo nhận một phần quà đặc biệt. Nào bạn có thể cầm ra được không? Sao nhỉ? Cứ như là chưa dùng bao giờ. Nào bạn cuối cùng. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn về chỗ ạ. Ok, vừa rồi thì chúng ta đến một cái phần trò chơi khá là vui rồi. Thì bây giờ anh sẽ cho em tiếp tục được lựa chọn. Em sẽ lựa chọn hai anh trong số ba anh này để đến với vòng chung kết nhá. Bây giờ ba bạn lại quay lưng lại. Lại tiếp tục quay lưng lại. Em lại tiếp tục đứng ở giữa này cho anh. Em chọn anh nào thì hãy đến và chạm vào vai anh đấy như ban nãy nhá. Anh sẽ cho em 5 giây suy nghĩ. 5 4 3 2 1. Chọn anh đầu tiên nào. Mọi người muốn bạn ấy chọn anh số mấy ạ? Số 3 là bên này hay bên này? Nào chọn anh đầu tiên đi nào. Chọn anh nào chạm vào vai anh đấy. Ok. Nào chọn anh thứ hai. Từ từ. Bạn nam ấy ra đây đứng cho anh. Đây đứng với anh. Hai bạn nam đứng cạnh nhau. Rồi. Nào từ từ hãy chọn nhá. Mình chơi một phát vote tí tiếp cho nó vui nhá. Nào. Các bạn thích anh chàng nào thì vote tay cho anh chàng đấy nhá. Bạn nào thích anh chàng mặc áo trắng này ạ? Ok, khá là lớn. Thế bạn nào thích anh chàng 1m85 này ạ? Nghe vẻ ngang tài ngang sức đấy. Nào bây giờ sẽ đến với sự lựa chọn của em nhá. Em thích anh nào thì đến và chạm vào vai anh đấy nào. 5 4 3 2 1. Lựa chọn nào. Ok, ok, ok. Bạn cảm thấy như nào mà sau khi mà mình kiểu không bị trọng? Mình sợ nóc nhà mình xem được. Nhưng mà có người yêu rồi thật á? Thật, mình nói đùa làm gì á? Thế á? Ừ. Rồi, rồi. Ok. Thế là xong rồi. Không sao, làm sao chơi vui thôi. Okay. Thế bây giờ bạn thích một phần quà bình thường hay một phần quà đặc biệt nào? Đặc biệt. Đặc biệt. Chốt nhá. Chốt. Ok, cười một cái nào, nhìn camera nào. Ok, chúc bạn sẽ sử dụng nó thật vui vẻ. Cảm ơn rất nhiều. Mời bạn về chỗ. Bây giờ thì từng bạn một sẽ lên trên đây và nói chuyện hoặc là thả thính hoặc là nói bất kỳ một điều gì trước khi mà cô gái này sẽ đến với phần lựa chọn cuối cùng. Bây giờ mình mạnh dạn lên nào. Không run, mạnh dạn lên. Nào nói với cô gái này một điều gì đấy thật là hay ho nào. Thật ra là anh với anh kia là chơi chung với nhau lâu rồi. Nhưng mà nếu như mà... Là cái gì? Cái gì chơi chung với nhau á? Hai bạn là bạn của nhau à? Bạn thân á. Bạn thân á? Đúng rồi, hai thằng là bạn thân nhau. Tức là hôm nay là hai ông đưa nhau lên đây chơi. Xong rồi kéo vào là đi vào cùng luôn. Thấy bạn đi vào là mình đi vào được cùng luôn. Đúng. Nào bây giờ về lại chỗ này tôi nói chuyện nghe nào. Cái vụ này nghe chừng là căng đấy. Nào thế bây giờ chơi với nhau được bao lâu rồi? Chơi với nhau cũng được 5 năm rồi. Thế đã bao giờ trong cái trạng thái là cùng thích một người chưa? Có chưa nhỉ? Đã bao giờ cùng thích một người chưa? Không nhớ đâu. Không nhớ? Ừ. 5 năm, thế bạn không nhớ không? Có thể là trước đây là không có nhưng mà nghĩ là hôm nay là sẽ có. Thế bây giờ trong cái trường hợp mà hai bạn cùng ở trong cái trạng thái là đang cùng thích một người như thế này, thì nếu như mà bạn nữ bạn ấy chọn một trong hai người thì có ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người không? Không. Vẫn là bạn chứ? Đúng rồi, bình thường mà. Ví dụ mà mình không được chọn thì cô cũng đừng buồn nhá, mà mình cũng đừng vì thế mà đánh mất cái tình bạn này nhá. Ôm nhau cái nào, ôm nhau cái nào. Ok, bạn này vừa bảo lên nói chuyện với cả cô gái này đúng không? Thả thính một câu gì đấy đúng không? Nên thả thính một câu tôi nghe nào. Thì ở vòng chơi đầu tiên á, thì anh cộng bạn đấy thì rất là mệt.
Nhưng mà nếu như mà người đó là em á, anh có thể cộng em suốt ngày luôn. Vì đó là em, chỉ còn trong thấy em, để con tim anh. Thế còn bạn nam thứ hai có muốn lên tạo nét gì không? Em có vẻ là hơi rụt rè, hơi ít nói ấy. Anh nghĩ là em nên kiểu thể hiện bản thân nhiều hơn. Bởi vì là một lát nữa thôi là bạn ấy sẽ đến với sự lựa chọn cuối cùng. Trước khi mà chúng ta đến với phần lựa chọn ấy thì hai bạn có muốn nói gì với nhau không? Giờ là chỉ còn có hai đứa mình thôi. Thì chỉ còn chọn một trong hai thôi. Thì là tôi mong là ông sẽ nhường bạn này cho tôi. Bởi vì bạn này là đúng kiểu gu của tôi. Bạn này xinh với là tôi rất là thích bạn ấy. Mong là bạn sẽ nhường cho tôi. Quyền quyết định thì là của bạn nữ. Thế nên là tôi cũng thấy thế là bạn này rất là có lòng rồi. Thì bạn nữ có thể nghe và xem xét nhá. Bây giờ nhá, em chọn chàng trai nào thì sẽ đến và ôm phía sau lưng người đấy. Nào, trước khi đến với phần lựa chọn cuối cùng của bạn nữ này thì mình vẫn là muốn là khán giả sẽ vote để góp ý cho bạn này xem bạn này nên chọn anh nào nhá. Bạn nào thích anh chàng áo trắng này thì vỗ tay ạ. Thế còn ai thích anh chàng áo đen này ạ? Nghe vẻ là ngang tài ngang sức nhở? Không biết là ai sẽ hơn ai. Thế rồi bây giờ mình muốn phỏng vấn một bạn nữ bất kỳ. Mà em nghĩ là anh chàng áo đen hay anh chàng áo trắng sẽ giành phần thắng trong cái tư vấn này. Thế em nghĩ là anh áo đen á, tại vì nhìn kiểu ảnh điềm tĩnh á, vậy nhìn cũng ok. Cảm ơn em rất nhiều, thằng em nhá. Chúc em đi chơi vui vẻ. Đây là người yêu à? Thế là về hôn nhau cái là cho thêm phần quà nữa nào. Cho thêm phần quà nữa, hôn nhau cái. Về hôn nhau 3 giây thôi, hôn nhau 3 giây, thêm một phần quà nữa. Chốt điều. Nào tôi sẽ đếm nhá. Hôn đi rồi tôi đếm. Nào. Để hôn đi rồi tôi đếm. 3 2 1 0,5. Nào ta đếm hết đâu kìa. Đếm lại nhá. 3 2 1 ok. Nào cho anh một phần quà. Đúng rồi. Nào. Nào có thể bỏ nó ra được không ạ? Nào chúng ta tôn trọng nhà tài trợ một chút ạ. Ok, chúc các bạn thật hạnh phúc với những một phần quà của chương trình ạ. Nào còn cặp đôi nào muốn nhận quà nữa không ạ? Hôn nhau một cái là có quà. 5 seconds. 5 4 3 2 1. Ok, good job. Cho anh 2 phần quà đặc biệt. Đội này phải dùng 2 phần quà đặc biệt. Ok, good job, thank you so much. Nào bây giờ anh muốn là cho em 5 giây. Em chọn anh nào thì đến và ôm phía sau lưng anh đấy nhá. Nào, 5 4 3 2 1. Lựa chọn nào. Ai sẽ là người may mắn, ai sẽ là người chiến thắng? Chọn ai thì ôm phía sau lưng người đấy nhá. Áo đen này, áo trắng ạ. Nào bây giờ chia sẻ cảm xúc của em cảm thấy như nào sau khi mà bản thân mình chưa được chọn? Thì cảm thấy mình thiếu may mắn hơn một tí thôi. Trước khi mà em về lại chỗ thì em có muốn nói điều gì với cả bạn nữ không ạ? Là thật ra là giờ em là chọn bạn kia thì anh cũng mừng thay cho em. Nói chung là nếu như mà hai bạn mà không đến được với nhau ấy thì anh vẫn đứng ở ngoài kia chờ em. Còn nếu như mà bạn ấy mà kiểu lỡ mà sau này không chăm sóc được em tốt ấy thì anh sẽ thay bạn ấy làm với em, làm điều đó. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Ok, đây là một phần quà của nhà tài trợ tặng cho em. Nào, nhìn camera cái nào. Không buồn nhá. Dù sao mình cũng có quà rồi mà. Nào, mời em về lại chỗ ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Mình là yêu thương một người say đắm nụ cười. Dù biết trước sẽ không thể nào. Đầu tiên nói chuyện với nhau nào. Em có câu gì muốn hỏi bạn nam này trong lần đầu tiên gặp mặt không? Anh có phải là người gia trưởng không? Có phải người gia trưởng không? Anh là người gia trưởng. Có gia trưởng? Cực kỳ gia trưởng. Mà gia trưởng theo kiểu của Harry Lou rồi đó. Chú ơi, đừng nên bực bội.
của mỗi thì sao? Không sợ hả? Rất sợ. Ok, anh sai. Cô cưng ơi! Em có biết ra trường kiểu Harry luôn không? Biết. Nhưng mà tại sao em lại hỏi như thế? Tại vì em cũng là người gia trưởng. Em có thích con gái ra trường không? Miễn là em là anh sẽ thích. Miễn là em là anh sẽ thích. Nhưng mà em gia trưởng theo cách mà... Ví dụ anh đứng anh rửa bát cho em, em sẽ quát anh đi ra có thể để em làm. Có thể là... Đấy chứ gia trưởng lắm. Nếu như mà anh đi làm mệt quá thì em có thể khỏi đi làm ở nhà tôi nuôi. Em tuyệt vời thế cơ mà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần trò chơi nhỏ nhỏ. Trò chơi của bạn Nam là bồng bạn nữ lên theo kiểu công chúa và tiếp tục đi cho bạn ấy. Con nhắm là làm được không hay để tôi để cho các bạn khác làm này. Chắc được. Ok, cố lên. Nào, bé nào. Một tràng pháo tay cho bạn Nam được không ạ? Ok, cảm ơn. Đi chậm chậm thôi nhá. Đi chậm chậm thôi nhá, bạn nữ bị tiền đình ấy. Đi nhanh quá chóng mặt đấy. Tận hưởng cảm giác khi ở trên độ cao 1m8 đi em. Rồi, thả nhẹ nhẹ từ từ xuống. Rồi, ok, hạ cánh an toàn. Vừa rồi thì em thấy là bạn Nam này thực hiện cái phần thử thách có xuất sắc không? Có. Xuất sắc không? Mà nếu mà xuất sắc như thế này thì có xứng đáng được thưởng không ạ? Có xứng đáng được thưởng không ạ? Nếu mà xứng đáng được thưởng thì mọi người vỗ tay một cái nào ạ? Mà thưởng là muốn được thưởng cái gì nhỉ? Em muốn là hai bạn đấy sẽ bạn Nam sẽ được nhận phần thưởng gì nào? Dạ em muốn bạn Nam hôn bạn nữ. Bạn Nam hôn bạn nữ hôn bạn Nam chứ. Hôn vào đâu? Dạ hôn vào môi. Bao nhiêu giây? 20 giây. 20 giây, ok. Gửi tặng em nhá. Chúc em đi chơi vui vẻ. Theo như nguyện vọng của khán giả vừa rồi, bạn ấy muốn là bạn nữ sẽ thưởng cho bạn nam một nụ hôn. Bây giờ em muốn thưởng cho bạn này một nụ hôn vào đâu? Vào má. 10 giây nhá. Anh sẽ đếm. Bây giờ một nụ hôn vào má. Cho cái lần đầu tiên gặp mặt này thì nó tôi cũng gọi là nhẹ nhàng cũng được. Nào thực hiện đi, tôi bắt đầu đếm nào. Phải chạm nhá, không được không chạm đâu. Phố đã lên đèn, con đường có môi mềm môi. Các bạn cũng đã có một khoảng thời gian để được nói chuyện, được cảm nhận, tham gia những trò chơi trải nghiệm cùng với nhau rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ có thêm 10 giây nữa cho các bạn suy nghĩ về chuyện là các bạn có đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau hay không. Nếu các bạn đồng ý thì các bạn quay lại sau 10 giây anh đếm, còn nếu không thì các bạn cứ thế bước tiếp nhá. Quay lại ở đây không phải là các bạn sẽ trở thành người yêu luôn, mà là quay lại là chỉ để cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu nhau thôi. Thế nên các bạn cứ thoải mái nhá. Khán giả đếm cùng mình nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nhớ sẽ thương anh sẽ mãi là chồng của em. Mình mong rằng là các bạn sẽ trân trọng cái mối quan hệ này, trân trọng cho cái lần gặp ngày hôm nay và các bạn sẽ tìm hiểu nhau một cách thật là nghiêm túc. Và sẽ sớm thông báo lại với chương trình là các bạn đã trở thành một đôi chính thức nhá. Bây giờ thì mình có hai phần quà muốn gửi tặng cho các bạn. Nào đây, gửi tặng cho mỗi bạn một cái. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhá. Mời các bạn về lại chỗ, nào cầm tay nhau, dắt tay nhau về chỗ.